À, đây là không gian căn nhà nè anh chị ha. Đó, rất là đẹp. Cái nền nhà cũng rất là cao anh chị ha. Rồi em xin phép chú nha chú. Rồi giờ mình vô bên trong mình tham quan nha anh chị ha. Bất động sản đặc biệt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sẽ đến chị một căn nhà giường ha. Vị trí đây cực kỳ đẹp anh chị. Đây là mặt tiền tỉnh lộ 868 chị ha. Với ngang là 15m6, chiều sâu là 66m nha. Lên tổng diện tích là 991,6m2 nha anh chị. Cái hướng căn nhà vườn mình đây là hướng Tây nha. Anh chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Hiện tại căn nhà mình anh chị thì đất cây lâu năm, chưa có thổ cư anh chị nha. Nếu mà anh chị đi thẳng đường này đó, anh chị về hướng về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim đó, là đi hướng này anh chị ha. Rồi để quay hướng ngược lại cho anh chị mình xem ha. Đường này thì anh chị kinh doanh buôn bán rất là thuận lợi anh chị ha. Tại đây là đường tỉnh lộ anh chị, rất là thuận lợi. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết chị ha. Ở đây mình có đèn đường luôn chị nha. Rồi để em chỉ ganh cho anh chị xem ha. Hiện tại đứng ở đây thì quay không gian rộng để cho anh chị thấy rõ nha. Từ bên tay phải màn hình anh chị, chậm chỉ nè. Đó. Giáp ranh với cái nhà có cổng anh chị ha. Cái hàng cao là của mình. Đó, qua bên tay trái mình là 15m chị ha. Đây, quay không gian rộng cho con nhà mình rất là đẹp anh chị ha. Nhà này là chủ tặng cho mình là toàn bộ nội thất luôn. Mình về mình không cần sắm sửa và cũng không cần bỏ tiền ra tu bổ căn nhà chị ha. Và nhà này nhà mới tinh luôn chị ha. Cái cầu thì chủ bắt ở đây thì chỉ có 1,5m anh chị, là cầu xe máy thôi. Anh chị về mình có xe ô tô á, mình cắt cái cầu lớn hơn khoảng là 3m, 3,5m vậy đó, để cho xe ô tô mình vô rất là thoải mái chị ha. Cái sân bên trong rất là rộng anh chị. Cái kinh trước căn nhà mình đây là khoảng là 6m anh chị ha, cũng vừa phải rồi, không rộng mấy anh chị nha. Trước mình có cây bàn nè, chị thấy không? Bàn rất to, rất là mát chị ha. Rồi để em chỉ góc bên tay trái luôn, rồi em sẽ vô căn nhà quay kỹ bên trong cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Cái kinh này anh chị có thể mà lấy nước ra vô nè, mình sinh hoạt hay là mình lấy để mình làm tưới trái cây á chị, rất là tiện chị ha. Đây, cái ranh bên tay trái mình đây anh chị, chỗ em tay em chỉ nè. Đó, thẳng qua bản luôn ha. Đó, xung quanh thì căn nhà vườn của mình đó đã có hàng rào ranh giới hết rồi, mình rất yên tâm anh chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền 15m6 một lần nữa cho anh chị xem ha. Đây chị thấy không, rất là rộng anh chị ha. Xe lưu thông rất là đông anh chị. Để em đi qua lộ cái em sẽ vô căn nhà quay kỹ bên trong cho anh chị mình nắm nha. Rồi em xin mời anh chị ha. Tại giờ này buổi trưa á chị, học sinh về rất là đông, xe rất là đông anh chị ha. Đường này đường tỉnh lộ nữa. Rồi mình đã qua đường anh chị ha. Đây chị không, rất là mát mẻ. Cái cầu thì nhỏ quá rất là tiếc chị ha. Mình về mà thiết kế rộng hơn xe ô tô mà vô được anh chị nha. Đây để quay cao cho anh chị thấy toàn bộ cái căn nhà luôn. Wow, rất là bắt nhã. Trước cái kênh đây có cái dừa của mình luôn chị. Ở đây cái bàn, cái phượng đó chị. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ vô trong từ từ ha cho anh chị mình tham quan nha. Phía sau cái căn nhà mình đó thì chủ trồng nhãn, tiêu xuồng nè, mít nè, rồi dừa nè, rồi măng cục nè, rồi cóc nè, rất là nhiều cây trái khác anh chị. Đây là chủ để trồng để mình dùng trong gia đình đó chị ha, chứ không phải kinh doanh buôn bán nên không có trồng một loại anh chị nha. Giá chủ ký gửi giá bán đó chị là 5 tỷ 700 triệu nha. Cái này chủ nó còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn chị ha. Đây bên ta phải nè chị ha, có xây bức tường nè, nó gắp ganh với cái nhà kế bên, thẳng ra phía sau là 66m nha. Đây là một không gian sân rất là rộng, rất là thoáng. Đó, anh chị làm nới cái cầu rộng nó, xe ô tô mình vô đây rất là thoải mái nha, đầu được khoảng 20 chiếc luôn chị. Đây là trước cái sân, trước cái sân đây thì chỗ cũng lót gạch luôn.
gia chủ này cô chú cũng lớn tuổi rồi, trồng một số cây kiểng ít thôi, mai vàng thôi chị ha, chứ một số cây cao kiểng thôi, chứ ngoài ra không có cây gì nhiều hết chị. Dạ chào chú. Có chú, cái nội thất mình tặng lại hết khách luôn á chú ha. Dạ mình bán giá nãy mình nói giá là nhiêu chú? 5,7. À 5,7 là hết đất luôn rồi, nhà luôn ha. Dạ phía sau là có ganh giới hết rồi hả chú ha. Dạ dạ, thấy nhà cũng đẹp á chú, bán tiếc quá ha, nhà rất là đẹp á. À đây là không gian căn nhà nè anh chị ha. Đó, rất là đẹp, cái nền nhà cũng rất là cao anh chị ha. Rồi em xin phép chú anh chú. Dạ, giờ mình vô bên trong mình tham quan nha anh chị ha. Đây có mấy bậc thang lên cái nền nhà đó, tại cái nhà mình làm rất là cao, tại cái nhà này là chủ xây để ở anh chị nên làm rất là chắc chắn, móng cũng rất là tốt anh chị ha. Đây hai bên chị không có hai đường đi ra để mình ngồi đây chơi nè, buổi chiều nè, không mát nè đó chị không, hai bên rất là thoáng anh chị ha. Đây cũng có một số cây bông hồng đó chị. Hai bên cửa sổ chị ở trước phòng khách mình đó rất là rộng chị thấy không. Đây quay chồng cho chị xem đó. Ban ngày mình mở cửa sổ rất là thoáng, rất là sáng anh chị nha. Rồi kế bên đây là có một lớp cửa nữa, là vô phòng khách là cửa bằng nhôm anh chị, nhôm là nhôm rất là chắc chắn, rất là lớn anh chị ha. Đây đây có một cái bàn để tiếp khách, bàn thì bằng gỗ nhưng mà cũng rất là đơn giản anh chị ha. Còn đây một cái bàn giữa nữa, đây phòng giữa tiếp khách nữa chị thấy không, có hai bàn. Đây thì gia chủ thờ Phật anh chị ha. Ở đây thì anh chị đi chùa gần nhất ở đây chỉ có là chạy xe khoảng 4 phút thôi là tới anh chị ha. Còn ở đây anh chị về thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị ha, đây là cái vị trí đó, tôi đưa cho chị xem. Về tới căn nhà vườn của mình là 76 km là tới chị ha. Đường xá rất là dễ đi anh chị. Ở đây anh chị về mình ở nhất, cái thứ hai thì mình buôn bán ở mặt tiền này luôn, rất là tiện ha. Chị có thể làm nới cầu rộng ra để xe ô tô xe tải mình vô rất là thoải mái nha. Hiện tại thì cái cầu chỉ là xe máy thôi chị nha. Còn nếu mà anh chị đi chợ á, rất là gần. Đó, mình chạy xe chỉ có 1 phút thôi là tới rồi. Đây là kêu bằng chợ Long Khánh anh chị. Chỉ có là 700m đổ lại thôi, thẳng một đường rồi tới chị thấy không, rất là dễ. Ở đây thì có ủy ban, trường học, trạm y tế đầy đủ ở đây hết. Về đây mình con cái mình đi học anh chị, đưa đón rất là tiện ha. Đây có trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học gần đây luôn anh chị nha. Còn mình đi chợ ở sáng mình chạy ra có 1 phút là tới rồi chị không, rất là gần, thẳng một đường rồi tới anh chị. Còn đây là không gian phía sau, phòng giải trí. Đây, chủ cũng để cứ dõng đây nằm để nghỉ ngơi. Đó, cũng có cửa sổ chưa, rất là rộng. Em thấy nhà nào lại cửa sổ rộng em thích à, tại nhất là lén sáng vô, nhiều lúc có gió đó luồn vô rất là mát mẻ cái căn nhà và phòng khách của mình. Đây có cái nệm đây nè đó, chứ không anh chị về thiết kế đây mình để tivi ở khu vực này cũng được chị đó, hay để dàn cao kê đây nè, chiều chiều mình hát ca đầu cho vui nhà anh chị ha, giải trí đâu chị nha. Đây là phòng ngủ anh chị ha, ngủ thì chủ đang ở luôn, cô chú đang ở luôn anh chị nha. Thì có tủ quần áo nữa, trên thì cũng có đóng lập phong toàn bộ căn nhà mình hết anh chị, có máy lạnh anh chị ha, đầy đủ hết anh chị nha. Em xin nhắc lại một lần nữa ha, căn nhà mình đất keo năm chưa có thổ cư anh chị. Còn nếu mà anh chị muốn lên thổ cư á, thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình lên thổ cư nha. Còn cái thứ hai á, thì mặt tiền mình là đường tỉnh lộ 868 và đặc biệt ở đây thì phía sau có một mảnh vườn, cây trái nó đủ loại trái cây hết, nhưng mà một số cây lớn, một số cây còn nhỏ chị ha. Đây là phòng thứ hai, em thấy phòng ngủ ở đây thì thiết kế cũng vừa phải chị ha, đó cũng rất là rộng rãi, rất là thoáng nha. Còn đây có một cái phòng nữa là còn nhỏ thôi đó, nhưng mà giờ để đồ quay đó, đây là để khu vực quần áo tủ luôn đó, tại vì giờ có cháu rất là nhiều chị ha, khu vực này không có làm phòng nhỏ cho đứa bé nữa, giờ để đồ đạc ở khu vực này. Còn kế bên đây đó là khu vực bàn ăn cơm, đây đặc biệt bàn cơm, đây chủ thiết kế đây là tivi khu vực này chị thấy không,
dưới có kệ, có tủ lạnh, có máy nước lọc đầy đủ ở khu vực này. Đây là bàn ăn, là bàn dài, cũng rất là đơn giản chị ha, gia đình thôi. Cửa sổ chị không, ở đây có một cái cửa ra phía sau giường nữa nè, rất là rộng anh chị. Còn kế bên đây là cái labo để mình rửa mặt, đánh răng ở khu vực này chị ha. Còn đây là khu vực để mình rửa cái bát đây, hay là mình đây là khu vực để mình lau sàn nước đó chị. Đó, giặt giũ khu vực này. Còn kế bên đây là cái máy giặt. Còn ngoài ra đây là còn một cái nhà vệ sinh, nhà tắm chung luôn. À, cực kỳ rộng. Đây, ở đây bên trong anh chị có bồn sen tắm, ở trên thì cũng có mấy chỗ thông gió lên sáng vô luôn nha. Nhà vệ sinh á thì gia chủ ốp lên là cao khoảng là 3 mét anh chị, ốp gạch anh chị. Còn cuối cùng đây là khu vực nấu ăn của chị nội trợ. Đây, rất là gọn gàng chị, vừa phải chị ha. Đó, ngăn nắp ở dưới cũng có thiết kế mấy cái hộc, cái hộc này bằng nhôm mà giả gỗ anh chị ha, nhìn rất là cổ cổ sao anh chị ha. Đây cũng có bàn cơm nữa nè, chị có thể ngồi để ăn cơm, không là mình ra cái bàn dài nãy mình dùng cơm ở khu vực đó. Đây, tủ thiết kế chị không, hai cái tủ chén rất là kỹ, rất là sạch sẽ. Đây cũng thiết kế một cái cửa sổ nó ra phía sau giường anh chị. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi ra phía sau giường để cho anh chị mình tham quan phía sau, rồi em chỉ ranh giới phía sau cùng luôn chị nha. Video này hơi dài, anh chị và cô chú nhớ xem hết video nha, để mình biết thông tin căn nhà và giường của mình cần mua anh chị nha. Không gian khá là rộng rãi chị, quay nãy giờ chưa tới cái giường anh chị ha. Rồi em xin mời anh chị ha, đây là khu vực mình đi ra phía sau nha anh chị. Đây cái phía trước đường đó là đường tỉnh lộ 868 anh chị. Đây bên hông cũng có cái máy tiền chế nè, chủ ngồi nghỉ ngơi đây, cũng có mấy cái giường ở khu vực này nữa nè, chị thấy không? Không gian nhà rất là rộng nha anh chị. Để xe máy khu vực này cũng được nè. Còn đây là gia chủ cũng ốp lót gạch hết luôn. Đó, có mấy cái vòi để rửa chén bát nồi ở khu vực này cho nó rộng đó chị ha. Trên đây thì có cái bồn nước nè chị nha. Đây, quay cao cho chị xem. Đây chủ thiết kế bồn chứa nước ở đây nữa nè. Rồi mình đi ra phía sau anh chị. Ở khu vực đây á, Minh Thông á, thì chủ đã đổ bê tông hết rồi chị, rất là sạch sẽ chị ha. Đây thì có một cái chòi để dụng cụ phân bón, cuốc giá đây để làm vườn anh chị. Đây chủ cũng nuôi một số gà đây nữa nè, là cái chuồng đơn giản thôi. Còn nuôi vịt sim nữa nè. Đây là khu vườn phía sau chị ha, trồng rất là nhiều cây trái. Ở đây là nhãn tiêu sồn nha anh chị, một cái cây rất là lớn, còn ngoài ra mấy cây kia còn nhỏ thôi chứ không có lớn mấy chị ha. Thì có cao rồi cốc đầy đủ cái cây hết, nhưng mà mỗi thứ trồng ít thôi, không có nhiều. Anh chị thấy phía sau không, không có ao hồ gì hết, chỉ có một cái mương khúc giữa thôi, nhỏ xíu thôi chứ không có lớn, nên nó không có chiếm diện tích đất của mình anh chị ha. Ở đây thì chủ thiết kế là cái ống kéo ống thun để tưới chứ không có gắn hệ thống bếp quay nha anh chị. Quay rất là kỹ từng chi tiết để cho anh chị mình thấy không gian căn nhà giường cho mình, để về đây mình đỡ mất thời gian mình đi xem ha. Thì coi tên video của em đó thì anh chị cũng biết được khoảng là 9500 rồi, anh chị có thể về mình thương lượng cái giá hợp lý mình chốt thôi, và hay làm ra công chứng anh chị nha. Đây, đây là cái gì biết anh chị? Đây, nhà em có trồng cây này nữa nè, cây này là kêu cây lựu anh chị ha. Cái lựu này thích hợp ngoài nắng trồng mà tốt hơn ở trong mát anh chị ha. Nhà em cũng có một cây đó, này có trái anh chị. Đây một cái ao vừa phải anh chị thấy không? Ở đây thì anh chị có thể nuôi cá đây nè, cũng được nè. Cái ao cũng vừa phải thôi. Còn đây một cái ao nữa anh chị ơi, hai cái ao lận phải một cái anh chị. Đây cũng ao cũng nhỏ đây. Đây chủ đang nuôi cá luôn anh chị. Wow, cá quậy quá trời luôn anh chị ơi. Hai cái ao này mình nuôi cá dùng tới bình định là quá là tuyệt vời anh chị ha. Rồi để quay gần cái không gian ranh giới cuối cùng của đất mình chị nha. Cuối đất mình á thì có một cái đường công cộng đó anh chị. Đường nó chỉ có đường xe máy thôi. Tôi quay gần cho chị xem luôn. Đây chị thấy không? Đó có tụ bê tông cao 3 mét đó, có hàng rào anh chị ha. Đây quay cao nè. Đây là ranh giới cuối cùng của cái căn nhà giường của mình anh chị. Phía sau có một cái đường công cộng nữa nha. Phía sau đây một clip cuối cùng đây đó thì chủ trồng chuối anh chị ha. Đủ loại chuối, là chuối sim nè, chuối già nè, chuối cao nè, đầy đủ khu vực phía sau clip cuối cùng. Đây có hai cái mít khoảng là 4 năm anh chị.
Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm căn nhà vườn nằm ở xã Long Khánh, huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa nha là 5 tỷ 700 triệu. Giá này chủ nói còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Mình rất yên tâm về ranh giới, giấy tờ pháp lý và giá cả nha. Với ngang diện tích mặt tiền đường tỉnh lộ là 15m6, chiều sâu là 66m nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm em một like, một chia sẻ, một nút đăng ký dân hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới, tìm đất, quà nhà, giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều. Và em xin chúc anh chị và cô chú được dồi dào sức khỏe, bình an, công việc làm ăn, phát tài, phát đạt nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.